Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lộc sẽ quay lại cái điểm câu hôm bữa và làm ổ lục lại. Hôm nay sẽ đánh ngay vào chỗ giữa chỗ sâu nhất luôn. Nó lùi hơn ổ hôm trước một chút. Và đánh vừa hết bờ nghiêng và khoét lỗ. Nói chung là hôm nay sẽ khoét lỗ làm cái ổ thật là chuẩn vào. Đánh hy vọng ngày mai sẽ đụng được cá to. Hy vọng đụng được cá trôi, cắm. Chép nhưng mà chép không quá to nữa, nhưng mà hy vọng đụng trôi chấm thôi. Này Lộc sẽ bơi ra cái cây hôm bữa đâu rồi. Lộc giấu cái cây trong này, cây này để hỗ trợ lặn nhé. Đây này, cây này. Ok, ổ mồi đây này, ổ mồi đây, có một ít mồi chua chua chua, khoai khoai ủ chua, ít cơm nguội, ít cám. Lộc sẽ nhào với đất, Lộc tung ra khu này để cho nó dậy mùi, hấp dẫn cá nó tới. Đây, Lộc làm hai ổ, một ổ tính là làm ổ nhưng mà nó hơi to nên Lộc chia đôi ra. Ổ này hôm nay thả mai câu, rồi còn cái ổ ổ còn một nửa nữa là mai mang đi, rồi lúc về là thả thả để ngày mốt câu. Khi bọn đợt này săn được cá to, không được cá trôi cá chấm thì đụng rô to cũng được. Bây giờ sẽ căn ổ lục trước, căn ở chỗ sâu nhất, xong rồi rồi bơi ra lặn khoét lỗ. Ok, giờ bơi ra thả mồi. Thả mồi sẽ khoét lỗ vừa hết bờ nghiêng luôn. Cái bờ nó nghiêng nghiêng, nghiêng xuống này, mình khoét ngay bên dưới đáy. Làm cái đường đón cá ngoài đi vào. Nó cảm giác như hôm bữa mấy con to nó vô nó đứng canh ổ, không cá nào dám vào hết. Nên là cá có cầy tăm nhưng mà rất khó tì. Hôm nay Lộc sẽ chơi kiểu đó, chiều này, này. Ra bờ đang đang nghiêng nghiêng rồi, khoét ngay gần sát chân bờ nghiêng đấy, thì con cá nó đứng nó canh ổ thì nó cứng đứng sẽ đứng bên bên phía bên ngoài sâu, mình đặt lưỡi bên đó là khả năng hy vọng sẽ đụng. Ok, giờ sẽ bơi ra thả một. Kéo được một khúc gỗ dài to gần như bắp đùi mình, đây để nhét vào trong bờ, dài chắc phải tầm 5 mét, nó nằm nằm từ trong bờ rộng kéo ra gần ổ lục, bơi bơi đi 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 gần trong bờ đụng ngay cái đầu cây nó nằm nằm gì đấy. Còn cái cây gốc cây này, nhìn gốc cây to đùng này, gốc cây này là nó nằm gần sát ổ lục, nguy hiểm không, may là cũng súng lặn 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 cái hồi nhổ lên được. Vừa dọn lỗ xong ngon lắm này. Giờ Lộc sẽ cái mồi này, mồi này mồi nhử nhào nhào đất rồi bơi ra. Cái này là bột không nhé, mẹ nói rồi, khoai lang cám với lại ít cơm nguội này. Hello mọi người. Chúc mọi người một ngày mới là vui vẻ nha. Hôm nay Lộc đi câu, chiều hôm qua đã thả mồi đẹp lắm rồi. Nói chung từ bữa giờ thả thả ổ lục đánh chỗ này thì có hôm qua là thả cảm giác tự tin nhất luôn. Lặn xuống làm hơi kỹ. Cái đáy nó lại ở dưới, nó khi mà khoét lỗ thì cứ móc xuống dưới nó lại dính cái kiểu rễ cây ấy, rễ cây, càng móc nó càng đầy nhô rễ cây ra nên không dám lặn, không dám khoét lỗ sâu. Chỉ khoét hơi âm âm xuống một chút, mồi bằng mặt mặn bùn thôi. Đấy, nôm na là nhưng mà vẫn khoét được cái lỗ nhỏ nhỏ, rất là chuẩn luôn đấy. Hy vọng này sẽ lên hàng. Này Lộc sẽ qua đứng cái đoạn này, Lộc quay view cho các anh em xem. Thì vị trí Lộc câu là bên tay phải, từ đây sang một đoạn nữa.
Đây là bờ đập này, bờ đập nhìn thấy bờ đập kìa, đó. Từ đây về bờ đập chắc khoảng tầm 100 mét, 100 mét. Từ đây sang chỗ lò câu nó khoảng tầm chắc 20 mét đã tới rồi. Còn đặc điểm hồ này cực kỳ nhiều cây nhé. Camera lục nó lỗi rồi, màn hình nứt không có zoom lại được. Đây này, bụi bụi này đều là nó dính ở dưới cây hết đấy, cây nhiều lắm. Ok, zoom được luôn này, thấy không? Cực kỳ nhiều cây luôn. Nước hồ này không có sâu đó. Nôm na mà cái dân kích điện mà nó đi đến ổ mà nó thấy tăm kích phát là cán trồi lên liền, có hơn 2 mét nước thôi. Hôm qua lúc thả mồi là cũng có một ông đi thuyền đầu trên, ông nhìn thấy mà không biết là dân kích hay là hay dân giăng lưới hay là dân gì. Ok, thôi giờ lúc sau sẽ sang bên ổ bên đây xem coi có tăm không. Camera zoom xa được nhưng không coi lại được. Ui, đúng rồi đó. Thôi kệ đi, tí tắt nguồn đi, bật lại thì nó lại sẽ trở lại mặc định như ban đầu. Camera này là camera SG8 Pro, nói chung là cũng dòng rẻ rẻ thôi. Đấy, chuyển đến lỗ này này, cái lỗ câu đây này, vẫn hy vọng sáng nay với này không ai, đêm qua không ai đi kích thì ngon. Bữa nay ở đây nó có một cái thuyền này, cái thuyền tôn của một dân là giăng, không phải kích điện nhưng mà là chơi bắt khoái. Bữa anh giăng bắt khoái ngang hôm qua cái ổ lục của mình ấy. Có tăm hay không? Ui không thấy tăm gì hết rồi. À có tăm lên, có tăm lên. Ok, hy vọng đấy. Hai cái bong bóng to lắm, hy vọng đụng cả chấm. View luôn cái chỗ ngồi anh em xem nhé. Đây này, cái cây này là vớt ở bụi dưới hồ lên này, gỗ này. Bây giờ là thay ghế, chống cần là cái cây chặt ở bờ hồ. Đấy. Thôi bây giờ ra cần nhanh nhanh này, cái tăm lớn lắm, hai tăm lên luôn, hy vọng là cả chấm á. Tạm dừng đã. Hôm nay hy vọng lên hàng đấy. Cái này là cái để lót ngồi, cái này vừa để đựng cá rô luôn nhé. Cá lớn lộc không có để trong này đâu, cái này mang đi để lỡ gì cá rô là bỏ vào lót để ngồi. Hôm nay lộc sẽ đánh nhé. Hôm qua là căn cứ là cái tứ 12 dây nó khoảng 0,31 37 31 điểm thôi, nhưng mà dây màu vàng. Nhưng hy vọng đụng cá lớn, đang có nhiều tăm lắm, hy vọng đụng cá lớn. Qua này dây vali vắt vàng, dây này dai cực kỳ dai nhưng mà nó màu vàng mà dây nó hơi nhỏ nên lộc quyết định đánh tứ 14 luôn. Dây màu trắng sai lợi lớn là dính ép luôn, ép cứng luôn, làm cho làm video nếu mà đi cá lớn gọi là mắc phê luôn. Lộc sẽ để camera đây, để cái góc này nhìn cần nó cong cong nhìn nó phê. Tí sẽ có một cái điện thoại đàn ông zoom vô để zoom quay tăm lên cho anh em xem. Giờ ra cần, hy vọng sáng nay lên hàng. Nói chung xác suất để đụng cá thì tỷ phao thì không khó, rất cao. Thôi mấy hôm là biết rồi, đương nhiên vẫn chưa đụng được hàng lớn thôi. Ok,
thấy tầm tầm cỡ tầm ngón tay út ấy, là giữa ổ, khả năng tầm cà rô to. Còn phía gần gần ổ là có một cái loại tầm rất là lớn mà nó đi giống như kiểu tầm cá mè, nhưng mà nó lại có cái bong bóng, thỉnh thoảng lên bong bóng to như ngón tay này, ngón tay cái luôn này, không biết là cái gì. Tình hình buổi hôm nay là cũng thất bại, mà có tì lúc sớm nó có một tì tì cái con mà nó cày tăm dày dày ấy, không biết con cái gì, có tì nhưng mà lúc đó không ôm cần, không dịch được. Cái thời điểm này là chuẩn bị quấn cần về thì đang nhích cái phao vào trong dính da cây rồi. Giờ phải lặn ra gỡ lưỡi, nản thật, coi như buổi đầu tiên là thất bại. Cái phao kìa, dạ bơi ra gỡ lưỡi lên. Giờ lỡ rồi, giờ bơi ra lặn xuống cái ổ lục ổ mồi coi xem giờ nó còn gì, còn mồi nhiều không. Cá khôn thật đấy, hình là vừa bơi ra gỡ được cái lục lục lên rồi. Tại vì cái lỗ ổ lục hôm bữa nó nằm bên tay phải, hơi có một lỗ nó nằm hơi lệch lệch bên trong một chút, nó giơ cây ra đưa lưỡi đục vào dính. Bơi ra cái ổ qua thả mồi thì mồi vẫn còn đầy. Bây giờ 5:35, 5:35 giờ ra cần câu luôn. Hôm nay gió mạnh lắm, hy vọng sáng nay lên hè. Nó vừa tì vào nhưng hiện không kịp, phải tì nhanh quá, mẹ chán thật đấy. Bị lỗi cái gì mà sao đứt ngọt ghê á, đứt dây lên này, dây này dây 0,4 mà dây tốt lắm này, dây đứt dây này, sốc quá sao vậy, đứt ngay cái đoạn nối này, chỗ đứt gần ngay chỗ lục này, nản thật đấy nha, câu bao nhiêu ngày rồi, dịt được phát ra đứt dây. Buồn thật, chán.
thất bại nữa rồi. Thì quăng lục ra nằm trên ngọn cây ngoài tầm xa rồi. Ui chán thật đấy. Quăng ra nằm trên ngọn cây rồi. Cái dây cái lục này cũng lục, cái này là tứ tứ 14, cũng dây 0,4, dây cứng, dây to lắm. Bây giờ kéo khả năng đứt dây trục. Giờ bơi ra thì động. Mà có lẽ chẳng bơi ra xong rồi về thôi. Giờ quyết định bơi, bơi vòng ra đằng bên kia. Đi vòng bơi bơi bên này. Bơi từ bên này vòng 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 ra xa. Rồi ra gỡ cái lục. Lục nằm tít nữa đằng kia cơ. Đâu rồi? Lục ở đằng kia. Giờ bơi vòng này cho nó đỡ động. Xong rồi gỡ lưỡi lục lên. Giờ kéo nó đứt, đứt dây trục mất. Với lại mất cái tứ 14 cũng hơi tiếc. Giờ bơi ra gỡ lên rồi câu một lúc nữa. Không được rồi về. Để nghiên cứu sẽ thả ổ lại. Trình chiến tiếp. Cây nó chọc chọc trên bụng, đụng vào chân, đau lắm. Cây nhiều quá. Tứ 14 này, tứ toàn Shimano, tứ này đánh cũng ok lắm đấy. Dây lin 0,4, dây dòng Vadivat. Cái dây này cực kỳ dai luôn mà sao, hôm nãy dịch đã đứt. Khả năng là dịch sốc quá chăng, dịch mạnh quá chăng. Gỡ lưỡi lên rồi, phải ngồi thêm một lúc nữa, hy vọng. Nhưng mà cái xác suất đụng cá lớn chắc là rất là thấp, tại vì bơi nó động cộng với nó dịch đứt đứt lên cái thì chắc chắn sẽ một con to chạy mất. Sẽ sớm thấy tam to lắm, tam to ghê lắm, có bằng mảng giống kiểu cá chấm đó, không biết phải chấm hoặc là trôi gì đó, không phải chép. Hồ này có cá trôi to và cá chấm to nên hy vọng săn được hai loại này. Ổ lục này mồi vẫn còn, chiều lộc vô lộng lặn xuống kiểm tra có còn mồi không. Và video này đến đây là kết thúc. Hy vọng mấy ngày tới sẽ đụng được hàng. Hy vọng đụng được cái chấm hoặc cái trôi to hồi này. Chán quá, thất bại. Chào mọi người nhé. Từ sáng giờ là thấy có hai con chuột bố mẹ, con chuột cống nhum nó cứ tha đàn con, hai con ở bên này, hôm nãy chạy ngang qua chân mình nó này, đây con mẹ này, con mẹ này nó đang cứu con nó này, thấy sao nó thả con ra đây này, đấy, để chuột cống nhum dễ thương lắm, cha thầy quay con mẹ cho mấy em xem nhé. Mẹ nó đang phía bên này này. Đây, tí nó chạy ra cho xem. Đây là chuột cống nhum. Ở vùng này chuột này nhiều lắm, to lắm, có con ký hơn ký luôn đấy. Này, không biết là sao mà mấy con là sao, nó yếu vậy. Còn mẹ nó cứ tha từ bên kia tha sang bên này. Này, đứt đứt đây kìa. Cắn luôn à. Chuột cống nhung. Đây có cái đường đi của chuột này. Đường đi chuyên đi đường này. Đấy, nhìn kỹ nhá. Anh em nhìn kỹ con chuột nó đang có cái đường đi. Đấy, lúc nào rồi. Thôi, chạy đi nha. Có biết đường đi không biết đó.
có khi là biết lối đi của mẹ nó đấy. Đấy đúng rồi, về mò ra cái lối đi đây kìa. Khôn không? Đấy, đúng đường đi đi nhé. Đấy cái đường đi kìa. Đấy. Đấy đúng đường đi rồi này, đang mò mò này.